Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình mọi người. Hôm nay thì là mình được mời đi ăn cỗ. Và mình sẽ quay clip này cho mọi người cùng xem. Hãy xem như thế nào. Ăn được có được nhiều không? Có những món gì ngon không? Đấy, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị quần áo các thứ để đi mọi người nhé. Ok mọi người nhá, mình đã mang xong quần áo, xong quần áo rồi, xuống cà vạt rồi mọi người ạ, nhưng mà không có, không có thôi mọi người ạ, chúng ta đi thôi nào, let's go. A few moments later. Ok, xin chào mọi người. Đấy, sau thời gian đi thì mình đã đến đây rồi, đến chỗ này rồi. Đang chơi mâm cỗ đó mọi người nhé. Chàng mọi người cái gì đó mà tránh đúng không mọi người? Đấy. Và hôm nay mình sẽ thử thách ăn cái mới chanh này, ăn thử chanh này, tất cả cái chanh này sẽ ăn được nhiều không mọi người nhá. Đấy. Đấy, mời mọi người chanh dâm đường mọi người ạ. Đấy là chua ngọt, mời mọi người nhá. Cháy nha mọi người. Vừa chua vừa ngọt mọi người ạ. Quái tương tự ăn như này nha mọi người. Đấy. Chanh dâm đường. Vừa chua vừa ngọt. Ôi trời. Chua lắm mọi người ạ. Chứ mình tưởng bỏ đường vào nó không chua, anh ngờ nó chua mạnh lắm mọi người. Sẽ có người xem video này của mình chắc chắn sẽ có người bảo là mày đang rửa cho vừa mày sao ăn chua nhiều thế, nhưng mà đấy là không phải rửa đâu mọi người ạ.
mình thử làm, mình thử thử ăn xem có hết được từng này không, hay là bao nhiêu, chắc là không hết từng này đâu. Chưa làm mọi người ạ. Nước này là nước đường mọi người nhé. Tí là nó ngọt nhưng mà không thể cản lại được cái vị chua của nó mọi người. Nó chua lắm. Thật sự là nó rất chua mọi người. Cái này là mình mua 1 cân mọi người nhá, 1 cân chanh luôn, về mình bóc vỏ làm như này. Nhiều khiếp, chua quá. Chua lắm mọi người ạ. À, mình tưởng là ngọt nhưng không được, nó chua như này. Thật sự là rất chua mọi người ạ. Chắc là mình không thể ăn được nữa rồi. Đấy là lúc này mình còn phải ăn thêm cơm nữa mọi người ạ. Chứ nếu mà không ăn thêm cơm thì chắc là ăn từng này thôi, xong. Không hiểu lắm mọi người ạ. Không thể ăn được nữa rồi. Chắc là video của mình xin dừng tại đây mọi người ạ. Để mình kiếm cái thử thách nào nó khả thân chứ cái chua là mình chịu rồi. Chua là không vượt quá rồi mọi người. Đấy, từ ngày 1 cân mọi người nhé, 1 cân chanh mọi người nhé. Thử thách này không vượt qua được mọi người nhé. Đấy, mình kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Video lần sau thì mình sẽ thiết kế cái món gì mà nó ăn dễ dàng một tí, có cái vị nó ngon tí. Chua như này mình không làm được. Ở như dân mình sẽ siêu trứng. Thôi tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người thì video sau nhé. Bye bye mọi người.